one stomach, colostomy. Nãy giờ tưởng thầy bấm rồi. Không có. Chúng ta lại chim nữa, không có gì đâu. Rồi, bắt đầu. Hôm nay chúng ta sẽ học về... Chỉnh giùm tôi không biết xài cái máy này. Rồi, vậy được chưa? Ok. Hôm nay chúng ta sẽ học về colostomy. Hồng môn nhân tạo là một con đường dẫn từ ruột già ra ngoài, là bụng, giúp cho phân và khí thoát vào cơ thể mà không đi qua được cả. Colostomy are surgically created opening in the abdomen in which a piece of the colon, large intestine, is brought outside the abdominal wall to create a stoma. Colostomy gồm có 5 loại. Loại thứ nhất ta gọi là one stoma colostomy. Đây là bệnh nhân được mở hậu môn nhân tạo ở đầu trên, ta gọi là proximal. Còn ở đầu cái đoạn xa distal, có thể ta đã cắt được khối u hoặc chưa đã cắt được khối u, nhưng ta đứng lại, đóng lại cái đầu ngực và ta mở đầu trên ra ngoài, ta gọi là one stoma, one stoma colostomy. Two stoma colostomy là ta mở hậu môn nhưng có hai miệng hậu môn, ta gọi là hậu môn biểu nòng xuống. Ở đây ta sẽ có hai cái hình này, ta sẽ có A là một cái stoma, B là một stoma, C là một cái stoma, D là một stoma. Nếu ta chỉ mở hai stoma thôi, tức là một hậu môn nhân tạo có hai miệng, thì ta có thể có trong tình huống này ta sẽ có thể có 6 cái loại phẫu thuật. Loại thứ nhất đó là hai stoma AB, loại thứ hai là hai stoma AC, loại thứ ba là hai stoma AD, loại kế tiếp là hai stoma BC, kế tiếp là hai stoma BD và cuối cùng là hai stoma CD. Lúc colostomy, trong tình huống mở hậu môn nhân tạo này, chúng ta sẽ lôi một cái quai ruột ra bên ngoài thành bụng, cố định phía bên trong phía mặt thì chắc để không bị xì phân vào trong bụng, cố định phía bên da thì chắc để không tụt cái miệng colostomy vào bụng. Nếu chúng ta không làm tốt hai kỹ thuật này, ngày hôm sau khi chúng ta sẽ cái miệng hậu môn tạo phân sẽ càng ra ngoài và nó sẽ tụt vào bụng, hoặc nếu chúng ta không cố định tốt cái thành bụng thì cái miệng nói này sẽ tụt vào bụng và phân sẽ đổ vào bụng. Ở đây nó còn nhiều những chứng khác nữa, colostomy dẫn một dạng colostomy nữa ta gọi là colostomy diệt son rồi. Đây là chứng khác, có nghĩa là vì lý do gì đó ta muốn cho cái miệng nói của đại tràng ở bên dưới sạch không có rò xịt, thì ta sẽ mở phía bên trên của cái miệng nói đó, thường là ta sẽ mở colostomy, tức là mở lên mình càng dài để cho phân sẽ đi ra theo cái ống sẽ có này đi ra ngoài mà sẽ không chảy xuống miệng nói. Sau một tuần tới 10 tuần sau khi miệng nói đã làm tốt, ta sẽ rút bỏ cái colostomy này và ta không cần phục mổ nữa để đóng lại. Và cuối cùng ta còn một loại colostomy nữa, đó là leveling colostomy. Vì phẫu thuật colostomy này ta chỉ ứng dụng cho trường hợp hậu môn nhân tạo trên bệnh nhân bị bệnh diệt vuông mà thôi. Đây là một cái bệnh phình đại tràng bẩm sinh do không có hạt. Ngoài cái đoạn đại tràng phía bên trên là đoạn đại tràng có hạt thì nó phình to, còn cái phía đại tràng phía dưới nó không có hạt thì nó lại tên nhỏ. Trong tình huống này ta sẽ lôi cái đoạn ruột speed giáp giữa nơi ruột phình to và ruột đeo nhỏ ra ngoài, rồi ta sẽ mở một cái miệng hậu môn nhân tạo đây. Sau một thời gian 3-6 tháng, khi cái đoạn ruột có hạt đã trở về bình thường, ta sẽ dùng phẫu thuật lần thứ hai gọi là bull vuông để nối thẳng luôn để nối xuống cái trực tràng mà không cần có một phẫu thuật thứ ba nữa để đóng miệng hậu môn nhân tạo. Như vậy ta có thể